Chiến thắng Ba Gia đã đi vào lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng vang dội ấy đã khắc họa thêm sự anh dũng, kiên trung, ý chí quật cường của quân và dân miền Tây Sơn Tịnh. Những giá trị lịch sử truyền thống quý báu của chiến thắng Ba Gia là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cho các thế hệ tiếp bước hành trình xây dựng quê hương, đất nước. Kỷ niệm 54 năm chiến thắng Ba Gia, trên quê hương Sơn Tịnh anh hùng có một ngôi trường được vinh dự mang tên chiến công ấy cũng vừa tròn 40 tuổi, trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Sơn Tịnh, vùng đất địa linh nhân kiệt. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử đã biến vùng đất này thành nơi chịu nhiều đau thương, gian khổ. Vậy nhưng, ý chí vươn lên, tinh thần hiếu học chưa bao giờ vụt tắt trên quê hương Sơn Tịnh anh hùng. Đất nước mới thoát khỏi chiến tranh nên kinh tế tập trung bao cấp, cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều gia đình phải đành cho con nghỉ học giữa chừng vì trường lớp xa xôi. Và phải tới 4 năm sau ngày đất nước thống nhất năm 1979, tỉnh Nghĩa Bình mới thành lập được ngôi trường trung học phổ thông đầu tiên, trường Trung học Phổ thông số 2 Sơn Tịnh, nay là trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Đây cũng là lần đầu tiên 8 xã ở khu Tây Sơn Tịnh có được ngôi trường cấp 3. Ngày đó gọi là ngôi trường cấp 3, nhưng thực ra chỉ là những phòng học tranh tre vách đất được mượn tạm của lâm trường Trà Sơn Bình, đóng bên sườn đồi Gò Cao thuộc xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh. Năm học đầu tiên, năm 1979 đến năm 1980, trường chỉ có 3 lớp 10 với 8 thầy cô giáo là những người ở tuổi đôi mươi từ ngoài Bắc tăng cường vào Nam. Lúc đầu á là trường này á là không có cơ sở vật chất, cho nên á là chiêu sinh mượn trường Sơn Tịnh một là chiêu sinh. Và trường này á là chiêu sinh ra thì trường á đã học được á là một học kỳ một. Sau đó bắt đầu mới chuyển cái trường đó về á ở tại cái Tây Sơn Tịnh này thì không có cơ sở vật chất, bắt đầu đưa nó lên á là cái chỗ Gò Cao. Học sinh ở 8 xã khu Tây Sơn Tịnh lúc bấy giờ đều là con em nông dân nên thiếu thốn trăm bề, đường xá xa xôi, đi lại hết sức khó khăn. Vậy nhưng thầy trò vẫn bám trường, bám lớp, nương tựa nhau để hàng ngày tiếng cảng vào lớp vẫn đều đặn vang vọng khắp ngọn đồi Gò Cao. Thầy cô giáo cũng không hơn gì học sinh, lương giáo viên 5 đồng 3 cọc chẳng thấm vào đâu. Có những hôm đến lớp mà trong bụng rỗng trơn, nhiều lúc tưởng chừng như việc dạy và học phải dừng lại giữa chừng. 8 xã ở khu Tây huyện Sơn Tịnh gồm Tịnh Sơn, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Giang và Tịnh Đông là những nơi hứng chịu sự khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh dai dẳng. Sau ngày đất nước thống nhất, vùng quê này càng khó khăn hơn. Ruộng vườn bị tàn phá, đất đai khô cằn, thiên tai triền miên, mùa màng thất bát. Khi cây ăn chưa đủ no thì làm sao dám nghĩ đến chuyện học hành. Vậy mà ở vùng quê nghèo khó này, gia đình nào cũng biết chắc chiêu để con em được đến trường. Trước hết là hâm học để đi học. Thứ hai nữa là hâm học để sau này nó có được cái việc gì, nó không thành cái cán bộ công chức, nhưng mà nó cũng giúp cho mình hiểu thêm, biết thêm. Xuất phát từ cái suy nghĩ đó thì học sinh các xã khu Tây, đây là các xã anh hùng, nhưng mà cũng các xã hết sức là nghèo khó, nhưng mà tất cả các gia đình đều muốn cho con em đi học. Sau một năm học tạm ở Gò Cao, sĩ số học sinh lại tăng lên, nhưng trường lớp thì ộp ẹp. Vậy là trường Trung học Phổ thông số 2 Sơn Tịnh lại chuyển về xã Tịnh Bắc. Giai đoạn đó, kinh phí của tỉnh Nghĩa Bình quá eo hẹp. Việc xây dựng trường là không thể, nên hoàn toàn dựa vào sức dân. Phụ huynh chặt tre, học sinh gánh đất sét, nhào trộn với rơm rạ để làm trường. Quần quật mấy tháng trời để làm nên những phòng học che được nắng, tránh được mưa. Bắt đầu có năm học là thứ ba và năm học thứ tư thì cái sĩ số học sinh nó lại tăng lên. Nó tăng lên là đột ngột thì cái cơ sở vật chất này cũng rất là khó. Chỉ sau đó thì huyện bắt đầu mới vô cho là hợp tác xã. Xã mà làm ăn khám khá, cái xã đầu tiên hết là mà làm ăn khám khá là Tịnh Sơn. Lên là xây một cái phần là
Gạch Ngó, Cấp Bốc, rồi đó là tỉnh Giang, tỉnh Đông, xây một phàng, tỉnh Minh, tỉnh Bắc xây một phàng, tỉnh Trà, tỉnh Hiệp xây một phàng. Mùa hoa phượng vĩ đầu tiên ở trường Trung học Phổ thông Ba Gia, năm học thứ ba, trường có 5 phòng học mái ngói. Lần đầu tiên trường Trung học Phổ thông Ba Gia có được những phòng học cấp 4 và số phòng này cũng chỉ đủ để chuyển một nửa học sinh của trường chia ca vào học. Còn lại cũng phải học trong những dãy phòng tranh tre vách đất. Với học sinh thời đó, được ngồi trong lớp học như thế này là điều may mắn nhất. Lúc đó cũng không có điện, không có nước vậy, mà mùa mưa thì tối om. Rồi là các em cũng phải. Nhưng mà cái đó, hồi đó tôi thấy có một cái điều là học sinh rất quyết tâm. Lịch sử đã chứng minh, vùng đất nào càng khó khăn thì con người nơi đó càng chịu thương chịu khó. Và trường Trung học Phổ thông Ba Gia cũng thế, từ xuất phát điểm đầy thiếu thốn, trải qua nhiều biến động, càng làm cho ngôi trường có thêm bề dày trong sự nghiệp trồng người. 40 năm trải qua chặng đường đầy khó khăn nhưng cũng lắm tự hào, một ngôi trường bề thế tọa lạc ngay trên quê hương Ba Gia anh hùng. Nếu như năm học đầu tiên, trường chỉ có 3 lớp học, tính cả thầy và trò chưa tới 100 con người, thì 40 năm sau, ngôi trường này đã lên đến 33 lớp học với trên 1.200 học sinh và gần 90 cán bộ, giáo viên. Những ghế đá, hàng cây chứng kiến bao lớp học sinh đến rồi lại đi, để rồi trưởng thành. Và khi trở về thì tình cảm thầy trò vẫn vẹn nguyên. Trường Trung học Phổ thông Ba Gia, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Học sinh của trường có nhiều người đang nắm giữ những trọng trách quan trọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Anh Nguyễn Ngọc Thiên, học sinh trường Trung học Phổ thông Ba Gia, khóa 1993-1996, nay giữ vị trí tổng giám đốc của công ty Lycogi Quảng Ngãi. Gần 20 năm gắn bó với ngành xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, bản thân anh Thiên đã có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Hồi đó sự học hành để mà nó hướng tới cái tương lai mà nó rõ nét đó thì nó chưa có. Bằng cái sự động viên của thầy cô giáo, bằng những câu nói chân tình, chỉ cần có một câu nói thầy đã làm cho mình khơi dậy cái niềm đam mê. Ví dụ như mình rất là lười học cái môn đó, nhưng mà trong quá trình làm bài, kiểm tra bài, thầy chỉ có động viên một câu là giỏi quá đi chứ, tại sao không học. Thế thì từ đó là bản thân cũng thấy là mình tự tin hơn để nghiên cứu thêm và học trau dồi kiến thức thêm mà để có ngày hôm nay. Công ty cơ điện lạnh Lê Quốc tọa lạc ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là cơ ngơi được anh quyết tâm gây dựng. Quê ở xã Tịnh Đông, học sinh trường Trung học Phổ thông Ba Gia khóa 1990-1993. Năm 1997 tốt nghiệp đại học, anh Tâm chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi khởi nghiệp. Sau hơn 15 năm không ngừng đầu tư và phát triển, công ty Lê Quốc đã thực hiện nhiều dự án lớn trên toàn quốc, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Tôi nhớ những cái kỷ niệm mà rất đẹp ngày đó, ngày đi học. Thì những cái buổi ngoại khóa, những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp, rồi những cái ngày đi làm công ích để làm mưa cho bà con ở nông thôn, thì qua đó là những cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm vui vui buồn của học trò, mà những kỷ niệm đó nó theo mãi chúng tôi cho đến bây giờ. Anh Nguyễn Quốc Bảo cũng là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Ba Gia. 15 năm gắn bó với đài phát thanh và truyền hình Đắk Lắk, biên tập viên Quốc Bảo đã có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ tuyên truyền ở một tỉnh được xem là trung tâm của khu vực Tây Nguyên. Anh thực hiện nhiều tác phẩm báo chí có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và đạt nhiều giải thưởng báo chí quốc gia. Với vai trò là phó trưởng phòng thời sự của một đài phát thanh và truyền hình, công việc của anh đòi hỏi mỗi ngày phải chắt lọc, biên tập chính xác từng bản tin, soi xét từng câu chữ, từng khuôn hình. Nhưng điều đó không quá khó khăn vì những phẩm chất ấy anh đã được rèn luyện ngay từ khi còn trên ghế của ngôi trường cấp 3. Có những cái kỷ niệm rất là sâu sắc, đó là cái sự cống hiến, cái sự hy sinh của thầy cô đã giúp chúng tôi càng quyết tâm, càng nâng cao cái ý chí phấn đấu rèn luyện để mình tạo được hành trang kiến thức
và đồng thời từ thầy cô, từ những cái tấm gương của thầy cô thì chúng tôi đã học hỏi được những cái bài học về nhân cách, về sự hy sinh, về cái sự cống hiến để chúng tôi có những cái nền tảng cơ bản để phấn đấu và trưởng thành trong quá trình làm việc, quá trình học tập và cũng như trong quá trình xây dựng sự nghiệp của bản thân. Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ngôi trường có bề dày thành tích đào tạo ra những kỹ sư tài năng cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ở ngôi trường này cũng đã đón nhận hàng trăm sinh viên là học sinh từ trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Trong số đó cũng có nhiều sinh viên xuất sắc được trường Đại học Bách Khoa giữ lại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Tiến sĩ Lê Văn Thảo, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Ba Gia khóa 1990-2002 là một trong số rất nhiều học sinh của trường Trung học Phổ thông Ba Gia đang giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhờ sự động viên và giúp đỡ của quý thầy cô, trong tư tưởng của em luôn suy nghĩ là phải phấn đấu hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất. Cho đến bây giờ, tuy chưa nói thành công, tuy nhiên bản thân đã đạt được những kết quả nhất định. Những kết quả hôm nay đã mang dấu ấn rất lớn từ trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Ngôi trường đã dìu dắt và giúp em rất nhiều. Đại học Công nghệ Nanjing là một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Tại ngôi trường này có nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc là cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Ba Gia khóa 2002-2005. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Quỳnh Ngọc được trường Đại học Gacheon Hàn Quốc tài trợ học bổng thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học. Năm 2013, chị tiếp tục được trường Đại học Nanjing, Đại học Quốc gia Singapore mời sang thực hiện nghiên cứu sinh ở lĩnh vực công nghệ sinh học. Hiện tại, chị tiếp tục nghiên cứu sâu tiến sĩ về lĩnh vực khám phá hợp chất thiên nhiên mới từ vi khuẩn tại khoa dược Đại học Quốc gia Singapore. Em rất là nhớ những cái ngày tháng mà mình còn là học sinh. Mình đi học và hàng ngày mình đi học gặp thầy cô, gặp bạn bè và cái sự gần gũi chân tình ở cái ngôi trường, một cái ngôi trường ở quê rất là thân thuộc. Và em thật sự rất là biết ơn thầy cô đã chỉ dẫn em trong suốt 3 năm học cấp 3 và truyền cảm hứng học tập cho em để em có thể là đi theo con đường học thuật đến ngày hôm nay. Ngôi trường Ba Gia hàng ngày vẫn tiếp tục ươm mầm cho các thế hệ học sinh ở khu Tây Sơn Tịnh. Có nhiều người là học sinh cũ của trường, nay tiếp tục nối nghiệp trồng người, hiện là giáo viên trụ cột trong các bộ môn. Truyền thống hiếu học, tình yêu thương giúp đỡ học sinh được nối tiếp qua bao thế hệ dưới mái trường này. Ngọn lửa khát vọng chinh phục tri thức vẫn cháy mãi ở ngôi trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Em tự hào vì trường mình có một cái bề dày về truyền thống, lịch sử. Và em tự hào về các thế hệ thầy cô đã từng cống hiến hết mình cho trường. Và em tự hào về một cái ngôi trường mà ở đó là cái những thế hệ học sinh luôn luôn có khát vọng là chiếm lĩnh tri thức và muốn có một cái đóng góp cho quê hương đất nước sau này. Và chính vì vậy cho nên là dù có cuộc sống nó có nhiều thay đổi, nó có nhiều thăng trầm, nhưng mà em vẫn nhiệt huyết với cái tâm huyết ban đầu của mình là cống hiến hết sức cho những cái ngày mình còn đứng trên lớp. Mỗi ngày đến trường, đến lớp là niềm vui với cô giáo Trần Thị Ngọc Hà. 13 năm trong nghề cũng là chừng ấy thời gian gắn bó với ngôi trường Trung học Phổ thông Ba Gia. Nhớ những ngày mới ra trường, cô Hà còn bỡ ngỡ với bục giảng, nhưng không bao lâu cô đã hòa nhập vào tập thể đoàn kết. Mỗi năm học qua đi, cô Hà càng nhận được sự tin yêu của phụ huynh và học sinh. Tình cảm đó đã thôi thúc cô luôn phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục gắn bó để cống hiến cho ngôi trường thân yêu này. Tôi thấy rất là tự hào khi mình được giảng dạy trong cái ngôi trường này. Một ngôi trường có bề dày truyền thống đã rất là lâu, 40 năm. Và ở cái ngôi trường này thì tôi học tập được rất là nhiều. Từ cái vốn sống, mình cảm thấy là chín chắn hơn rất là nhiều. Và hơn nữa là cái kinh nghiệm trong giảng dạy, được sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, đặc biệt là cái sự yêu thương của các em học sinh, cho nên là tôi có động lực để mà gắn bó với ngôi trường này. Trong công tác chuyên môn, có những lúc là tranh luận, là góp ý thẳng thắn, nhưng đó cũng chỉ là cách để xây dựng một tập thể vững mạnh hơn, tìm ra phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả nhất. Ở ngôi trường Trung học Phổ thông Ba Gia luôn tràn đầy tình yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống. Đó là truyền thống mà các thế hệ đi trước đã gầy dựng và luôn được phát huy cho tới ngày hôm nay. Một tập thể gần 90 con người luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người. Trải qua nhiều thế hệ thầy hiệu trưởng, đầu tiên là thầy Hồ Tăng, tiếp theo là thầy Nguyễn Công Hành,
Tiếp theo nữa là thầy Đỗ Tấn Khoa, rồi hiện nay là thầy Nguyễn Hồng Danh. Trải qua 4 triều hiệu trưởng thì hội đồng sư phạm của trường Trung học Phổ thông Ba Gia có một cái thế mạnh là nội bộ đoàn kết, trăm người như một. Cho nên mọi cái mục tiêu, mọi kế hoạch nhà trường khi đặt ra đều thực hiện tốt và đạt kết quả tốt. Quãng thời gian 3 năm ở mái trường trung học phổ thông không thể khẳng định cho cả quá trình lĩnh hội tri thức của đời người, nhưng cũng đủ để mỗi người mở lối cho tương lai. Thời gian cứ trôi qua, tri thức luôn đổi mới và ngôi trường trung học phổ thông Ba Gia cũng vận động để bắt kịp với thời đại. Mỗi học sinh, mỗi ước vọng, nhưng có chung một ý chí phấn đấu bằng việc học tập, rèn luyện thật tốt kỹ năng và tri thức để khẳng định bản thân và góp phần đưa ngôi trường Ba Gia ngày càng xứng danh. Cảm thấy mình rất là may mắn và tự hào vì mình là một học sinh của trường trung học phổ thông Ba Gia. Những cái điều mà con học được trong trường thì sẽ rất là bổ ích cho con sau này, và con cảm thấy khi mình học trong ngôi trường này và sau khi ra trường thì mình cảm thấy mình chín chắn hơn và mình cảm thấy giống như là mình có một chút gì đó gọi là trưởng thành để tự tin bước ra đời. Ai cũng có một cái tương lai riêng, một cái hành trang riêng sau này. Tuy nhiên, dù các bạn có thành công hay là có trở nên rực rỡ như thế nào thì vẫn nên nhớ được cái những người đã luôn quan tâm, luôn giúp đỡ, cái bệ đỡ vững chắc của chúng ta để có được cái hành trang sau này. Chính là cái ngôi trường Ba Gia, trung học phổ thông Ba Gia này, chính là những thầy cô luôn luôn tận tụy và giúp đỡ chúng ta. Trở về trường cũ, có nhiều người nay tóc đã điểm màu theo năm tháng. Cuộc sống bộn bề có thể làm cho vẻ mặt người vơi đi theo thời gian, nhưng khi sân trường cất lên tiếng ve, ai cũng thấy mình bé lại như tuổi học trò đang ở quanh đây. Từng kiến đỏ đi qua là biết bao thế hệ trưởng thành, đó là niềm tự hào nhất trong cuộc đời mỗi thầy cô khi nhắc đến học sinh cũ của mình. 40 năm với bao lớp thế hệ học sinh lớn lên từ mái trường Ba Gia, nhiều người nay đã trưởng thành và đóng góp cho xã hội ở hầu hết các lĩnh vực. Cũng có những người là nông dân, công nhân, nhưng cho dù ở vị trí nào thì những cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Ba Gia vẫn giữ vững cái tâm trong sáng, ý chí vươn lên và luôn hướng về mái trường thân yêu. Với bề dày truyền thống và thành tựu trong sự nghiệp trồng người, trường Trung học Phổ thông Ba Gia đã được phụ huynh học sinh tin yêu và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của đảng bộ, chính quyền, nơi ngôi trường đóng chân. Và trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, trường Trung học Phổ thông Ba Gia đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 để ghi nhận những thành tích mà ngôi trường đã đóng góp, tạo nên những thành tích vẻ vang cho ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Nhà trường cũng đã có những cái hoạch định, có những định hướng để phát triển nhà trường, đáp ứng được cái công cuộc đổi mới của giáo dục. Trong đó có một số định hướng cơ bản, quan trọng mà nhà trường đã xây dựng. Thứ nhất, về phía học sinh thì sẽ đào tạo giáo dục một thế hệ học sinh có nhân cách, có cái truyền thống yêu nước, có cái lương cách mạng, có cái kỹ năng sống. Thứ hai là về đội ngũ nhà giáo thì sẽ xây dựng một đội ngũ nhà giáo có tâm, có tầm, có trách nhiệm với công việc nghề nghiệp để phần nào vấn được cái sự nghiệp đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng. Thứ ba, về cơ sở vật chất của nhà trường thì sẽ từng bước tăng cường để xây dựng cái ngôi trường Ba Gia ngày càng khang trang, ngôi trường an toàn, thân thiện để các em học sinh được học, được phát triển, đáp ứng được cái kỳ vọng của nhân dân mà có con em theo học, cũng là cái niềm mong mỏi của đảng bộ, nhân dân huyện Sơn Tịnh nói riêng và cái ngành giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, và cũng từng bước để khẳng định được cái uy tín của trường trên cái bản đồ dục của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đấy. 40 năm trôi qua, 40 mùa phượng nở. Vùng đất Ba Gia mãi bao bọc để nuôi lớn ngôi trường, như những thân cây cứ vươn cao, che chở, ươm mầm khát vọng. 40 năm ngôi trường vẫn trẻ mãi để đón lấy những con người ở độ tuổi hồn nhiên. Những thế hệ thầy cô nối tiếp nhau khơi nguồn sáng tạo. Những chuyến đò đến rồi đi như quy luật của vòng đời. Câu hát mãi ngân lên để ghi nhớ người đưa đò, như tạ ơn môi trường đã một thời che chở. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đoá hoa
mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng về dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm, như cánh buồm chờ đầy khát vọng, đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước. Ôi tự hào nghề xưa.